Ngày 12 tháng 6, thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết, ngày 11 tháng 6, bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhân là anh Dê sinh năm 1985 và cháu trai SVT đến từ xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Tại bệnh viện, hai bệnh nhân đều đã được chọc dịch não tủy cho thấy dịch độc, được chẩn đoán viêm màng não do não mô cầu. Trước đó, vào ngày 11 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Cạn cũng đã thông tin về bà D là mẹ của anh Dê tử vong ngày 9 tháng 6 và con gái anh Dê tử vong ngày 5 tháng 6 cùng triệu chứng ban đầu là mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, nôn và bị tiêu chảy. Ngay sau đó, Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện giám sát chặt chẽ tình hình bệnh của những người trong gia đình anh Dê, đồng thời chỉ đạo CDC tỉnh tập trung xét nghiệm xác định nguyên nhân. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, viêm màng não mô cầu lây truyền từ người sang người, lây qua đường hô hấp, thường khó chẩn đoán sớm và tiến triển nhanh. Bệnh có thể chữa khỏi được hoàn toàn nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phác đồ. Để phòng chống bệnh viêm màng não mô cầu, người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và nơi ở, đeo khẩu trang khi tiếp xúc hoặc chăm sóc người bệnh, dự phòng bằng thuốc và quan trọng nhất là tiêm vaccine để phòng bệnh.